Sau khi bị TikTok khóa tài khoản, chồng Hằng Du Mục tiếp tục đăng thêm status. Lần này, ngoài chuyện ghen với quản lý của Hằng Du Mục, anh còn chia sẻ về chuyện tài sản, tố vợ thâu tóm tất cả, trở mặt khi sự nghiệp livestream phát triển. Tranh cãi chuyện hôn nhân giữa Hằng Du Mục và chồng, Tôn Bằng, người Trung Quốc, tiếp tục được cư dân mạng bàn tán. Sau khi Tôn Bằng lên sóng với gương mặt bức xúc, trực tiếp gọi điện cho Hằng Du Mục và cả hai lời qua tiếng lại ngay trên livestream. Tại đây, chồng Hằng quát tháo ghen tuông và dọa không cho cô về gặp con. Tôn Bằng cho biết trong vài năm vừa qua vẫn luôn đứng phía sau ủng hộ và hỗ trợ công việc của vợ. Tài sản cũng để vợ và bố vợ đứng tên, tôi đưa cô ấy đi khắp Trung Quốc để quay video và livestream. Hai năm qua, tôi đã đi Tân Cương 4 lần, mỗi lần đều tự lái xe ô tô hàng nghìn km. Tôi tìm nguồn hàng và cô ấy bán hàng, chúng tôi đã rất vui vẻ hạnh phúc. Tôi đã ủng hộ sự nghiệp của cô ấy kết hợp với sự nỗ lực của bản thân, cô ấy đã trở nên nổi tiếng ở Việt Nam. Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Cô ấy tự giữ tiền hoa hồng livestream. Tất cả chi phí sinh hoạt trong nhà đều đến từ hai cửa hàng của tôi. Từ tháng 3 năm nay, cô ấy bán hàng cho cửa hàng này và tất cả sản phẩm đều trả cho cô ấy 10% hoa hồng. Tiền đầu tư trong tháng này cô ấy cũng đang giữ. Tôi không đặt hàng trong tháng này và bây giờ không còn sản phẩm nào ở hai cửa hàng tại thành phố Hồ Chí Minh nữa. Hai cửa hàng đó do vợ tôi đứng tên, trước đây tôi cũng đầu tư một nhà máy sản xuất xúc xích ở Cà Mau và do bố vợ tôi đứng tên, tôi phải làm gì đây? Tôn Bằng cũng khẳng định việc Hằng Du Mục đưa Nhất Dương, con riêng của chồng về Việt Nam chơi chỉ là để chồng không mắng mình hơn. Cô ấy về Việt Nam livestream để có thể hợp tác với những người đàn ông khác mà không có sự ràng buộc với chồng. Ở nhà livestream thì có chồng, phải nhìn chồng mỗi ngày và không tiếp xúc với người đàn ông khác. Cô ấy cảm thấy không được tự do, còn về Việt Nam livestream thì vừa có doanh thu vừa có tự do. Đây mới là nguyên nhân thực sự khiến cô trở về. Cô ấy quên mất mình là một người phụ nữ đã kết hôn, có gia đình, có chồng, có con. Làm chuyện gì cũng phải có giới hạn, có nguyên tắc. Về mối quan hệ của Hằng Du Mục với quản lý, Tôn Bằng cho biết dù là ra Hà Nội livestream giúp Quang Linh, đi du lịch Hạ Long hay livestream ở khách sạn buổi tối đều có mặt người này. Ngay sau chia sẻ của Tôn Bằng, cư dân mạng đã để lại rất nhiều ý kiến trái chiều. Xuất hiện sau ồn ào, trong phiên livestream mới đây Hằng Du Mục phải khiến cộng đồng mạng lo lắng khi từ bàn tay, cổ đến má phải của Hằng Du Mục đều có dấu vết lạ, nghi là vết bầm do bị tác động mạnh. Tay phải của cô cũng có dấu hiệu cầm nắm khó khăn, không giữ được sản phẩm. Cô bán hàng trong tâm trạng bất ổn, thường xuyên quên giá, thái độ gượng gạo. Sao hôm nay cứ bị quên giá vậy ta? Hằng Du Mục nói. Nhiều người để lại lời hỏi thăm, tìm hiểu nguyên nhân nhưng Hằng Du Mục không lên tiếng. Sau đó, rạng sáng ngày 21 tháng 6, Hằng Du Mục đăng story với nội dung đang rửa tay dưới vòi nước chảy. Các vết tích trên bàn tay nhìn rõ hơn khi trên live. Kèm đó, Hằng Du Mục viết, khi một lần nữa họ nói rút đơn báo án đi sẽ để mình ở nhà với con và cuối cùng. Rất nhiều bình luận cảm thông, thương xót với Hằng Du Mục được gửi đến. Nhiều người cho rằng cô xinh đẹp, giỏi giang nhưng chưa được người ở bên cạnh trân trọng.